chiều nay chị ăn đi xuống lại gặp nhà cái chị mà Phúc nhờ chị chuyển tiền dùng cho chị, có nhà ý gửi có lòng nhớ đến chị đây, chị nhà chị đây nhá. Đây chị Lan này, cười đi, chào đi. Đây chị Lan này, đây là cái chị để mà em gửi đến chuyến đến chị này. Còn đây là chị lối xóm. Đây là cái số tiền là em gửi cho chị. Đây là cái người bạn. Người bạn này tên là Phúc. Ở xa lắm, tận ngoài Bắc luôn. Thì cũng trong nhóm khuyết tập của tụi em đọc kinh, hội đọc kinh với nhau lòng thương xót đấy. Thì là nhớ tới chị, bạn có tấm lòng nhớ tới chị, gửi đến chị một tí thì đây 2 triệu, bạn gửi 2 triệu. Thì em đem xuống em gửi lại, em gửi lại cho chị nhá. Đấy thì chị kiểm đi, chị nhận dùng cho em ấy. Đấy chị Lan đưa cho chị giùm em ấy. Đây đưa chị cầm. Đây thì chị quay lại cho để mình thấy nhá. Đấy, 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 2 triệu nhá. Đấy rồi chị gửi lại cho chị đấy. Thì chị có muốn nói gì cảm ơn họ, chị nói to lên, nói to nữa không mà. Rồi vậy là được đấy nhỉ. Cứ đi nhá. Vậy đây chị chị không có nói được thì Oanh cũng thay mặt cho chị là gửi lời cảm ơn Phúc, bạn Phúc rất là nhiều và những người có tấm lòng nhớ tới chị rất là cảm ơn đó, cảm ơn rất là nhiều Phúc nhé. Đấy chị cũng thay mặt lời cầu cho gia đình em, xin chúc ban cho em luôn mạnh khỏe, cho gia đình luôn được bằng an nhá. Chị cảm ơn em rất là nhiều đấy, chị chuyển tận tay cho chị rồi nhá. Đấy đây là nhà của chị đây này, chị ở một mình chị không có nói được cái gì hết á, cho nên chị thay mặt cảm ơn em nhiều, rất là nhiều nhá. Em chuyển lời dùng cho chị với. Đấy, đấy là chị này cho chị. Đây chị Lan này. Đấy, chị Lan nói gì? Rồi cảm ơn Phúc đấy, nhiều nha. Đấy, nhìn mặt chị Lan chưa? Cảm ơn Phúc nhiều. Đấy cho chị gửi lời cảm ơn em nhiều thật nhiều nhá. Giờ chị tụi chị đi lễ nhá. Xin chúc lành cho em và cho gia đình nhá. Rồi chị tắt máy đây. Cảm ơn em rất là nhiều.